Trời xanh mây trắng đang ngồi đếm đơn thì bỗng cái đồ xuất hiện một chàng trai. Chàng trai bước đến bên cô gái, đưa cho lại chiếc điện thoại thần kỳ. Bên trong chiếc điện thoại thần kỳ đã xuất hiện M1014 huyết hỏa với 8 level. Nghe nói đây là khẩu được mệnh danh mạnh nhất hiện giờ. Khi lên được level 8, chúng ta có thể là tự đổi tên cho nó. Và đặc biệt chúng ta có thể là đổi thuộc tính của nó luôn nha. Phần đặc biệt nhất xuất hiện con cam khi kết liễu vàng cuối cùng. Với tiếng súng hiện đại, với hành động cool ngầu, với hiệu ứng kêu, hiệu ứng bắn, hiệu ứng vết đạn độc lạ. Còn chần chừ gì nữa mà không giật lấy chiếc điện thoại thần kỳ phá chạy. Chưa, chưa, ghê.